Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Rồi, mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0348308343. Em cập nhật mấy món hàng đã bán hay chưa mọi người xem ở dưới cái tiêu đề đó để mình liên hệ cho nó tiện ha. Còn món nào đã bán hay chưa? Rồi, mọi người theo dõi cái video mới em đăng lên thì bấm vô cái nút đăng ký kênh. Nút đăng ký kênh màu đỏ đó. Nó sẽ thông báo về cho mọi người biết là có cái video mới. Và hôm nay là cái video số 75 ha. Đây, đầu tiên là cái tay quay taro tự động ha. Đây nó có tự động nè. Đảo chiều luôn nè. Hoặc là cố định ở giữa. Này ngay giữa là nó đứng chết luôn hả? Đó. Đây cái mũi này nó kẹp được cái mũi vuông ha, cái đầu vuông nó là đầu này cỡ 2 mm, nó mở lớn nhất là cái đầu cỡ 7 mm ha. Đó, mọi người xem tarot nào phù hợp thì xài ha. Ok, đây kích thước nó rất là nhỏ gọn. Cái này của thương hiệu Rubicon của Nhật mọi người. Thương hiệu này của Nhật Rubicon. Rồi cái tay Wataro này có mã là 7501 nha, giá bán 300 ngàn. Rồi em về được cái máy Rimmel. Cái máy Rimmel mài khuôn nhỏ. Nó có hai tốc độ là 5000 vòng đến 10000 vòng nè. Mà em về được có cái cục pin với cái thân máy rồi nha mọi người. Đây, nó không có cái sạc ha, mọi người về chế hoặc là đã có sạc rồi thì sử dụng ha. Cái này là Mexico sản xuất nè, tìm mail của Mexico của Mỹ nè, vô đây. Cái thằng máy này nó sản xuất bên Mỹ luôn. Đây thông tin là model này với lại pin đó nè. Rồi cái này đút vô ngay cái mũi tên ha, à, nó có mũi tên. Ở đây là tốc độ chậm nè, nó có hai tốc độ. Cái pin này ở bản về nên nó yếu rồi, mọi người về chế lại ha. Hai tốc độ nè, chậm bên nhanh đó. Cái này để bấm để mở lưỡi ra. Cái cốt này nó đang xài là cốt 2 mm, kẹp được cái mũi 2 mm ha nè. Anh em mọi người xài cái máy dòng máy này sẽ biết cái này là cái sumi. Mình gắn cái sumi to vô thì nó kẹp cái mũi khoảng 3 ly lên. 3 ly vô là ok luôn. Cái đầu này là kẹp mũi 2 mm. Nó sẽ có sumi nhỏ nữa, 1 mm cũng có. Đó. Rồi cái Rimmel này, cái thân máy với cái pin thôi nha mọi người. Mọi người về chế sạc ha. Nó có mã là 7502, giá bán 500 ngàn ha. Rồi, tiếp theo một cái cảo bạc đạn. Đây cái cảo. Đây cảo bạc đạn của Nhật mọi người. Đây có thương hiệu nè, Japan. Nó có đóng mộc Japan nữa ha. Cảo này dùng cái cờ lê xiết hoặc là cái máy bắn ha. Đây nó mở to ra nè. À. Đây là nó mở to nhất nè, em đo cho mọi người xem ha. Đây. To nhất được 13, 14 ha. Nó vô cái khớ này là 14 nè. 14 rưỡi, căng ra là 14 rưỡi đó, đó. Ừ, 4 rưỡi. Đo cái chiều này đây. Chiều dài của cái cây này là 8 phân rưỡi nha. Đây. Đó. Còn cái cốt này đem đo. Cái cốt này cỡ 7 phân rưỡi nè, 7 ly rưỡi ha mọi người. Cốt này. Đầu nhọn. Rồi cái đường kính này là 1 phân. Nó dày 1 phân. Này là con 8 14 ha.
đó, xiết vô hết cỡ thì nó sát vô luôn. Đây. Nó bấu sát vô luôn. À. Rồi. Kích thước là tổng thể độ 20 ha. Rồi cái cạo mặt đạn của Nhật này có mã là 7503 nha, giá bán 600 ngàn. Tiếp theo là một cây cắt cành thép đúc của Nhật ha. Ở đây cắt cành thép đúc. Ốc bằng đồng luôn ha, còn zin chưa có mở ra. Em về em chưa có làm gì hết nha mọi người. Em không có sửa với mài đâu nha. Cây này còn rất là cứng. Đây, nó không có gơ nè. Lưỡi thì nó cũng còn liền. Nó chỉ dơ thôi. Như là nó xé đó. Này chà lại dưới mặt. Mài lít sơ thôi là xài rất là ngon. Nó còn cắt giấy ok luôn mọi người. Đó. Cái này dính băng keo. Cán đúc ha, có khóa chốt bằng thép luôn. Đây, size là 219. Size 19 ha mọi người. Rồi, cây cắt cành thép đúc này có mã là 7504 ha. Giá 400 ngàn. Tiếp theo là một cây chuốt dây điện. Kim chuốt dây điện thì quá quen thuộc rồi, em bán rất là nhiều luôn. Size này là size A ha. 0.5 đến 1.2, 1.6, 2.0. Cái kích cỡ dây. Size rất là ok luôn. Bao anh em chuốt luôn lưỡi còn xài ngon. Lưỡi rất bền luôn. Anh em xài nhiều quá, xài mà dạng như xài nhiều quá thì nên cần xài cái loại này. Nó bền. Với lại nó nhanh nữa. Bỏ lên là chốt chốt. Rồi cái kìm chốt và vài sale của Japan này là có mã 7505 ha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái đèn. Cái đèn bóng của Nhật ha. Đây là thương hiệu Nikko. Đây Nikko nè. Đây nó có cái ê tô để mình kẹp lên cái bàn ha. Kẹp vô bàn làm việc. Đây khóa lại nè. Muốn cho nó nghiêng bao nhiêu hay là nó bẻ hướng nào thì mình bẻ hướng đó. Xoay vòng vòng cũng được nè. Đó. 360 độ luôn. Rồi đem test thử cho mọi người xem nó sáng như thế nào ha. Cái bóng này là xài điện 100V nha mọi người. Cái bóng hiện tại là xài điện 100V. Nhưng mà mình mở ra thì mình có thể gắn bóng 220. Cái chuôi nữa là chuôi 27 thông dụng của mình đó. Chuôi bóng đèn tròn á. Bóng đèn u rồi đó. Mở ra thì mở cái này nè, mở khóa nè. Lấy này ra rồi dặn qua bóng ra. Đem dặn luôn ra cho coi ha. Đó. Đó cái chuôi nè, chuôi sứ cách điện luôn ha. Nè. Rồi thử điện nó ha. Đó. Ánh sáng vàng, dây tóc, bóng đèn dây tóc rất là sáng. Sáng ấm luôn, anh em dùng làm sưởi hay gì ok. Cái bóng này là 200W nha mọi người. 200W ha. Đó. 100V 200W nha mọi người.
Rồi, cái bóng đèn này có mã là 7506 ha. Giá bán 400 ngàn. Rồi, tiếp theo là một cây mỏ hàng của thương hiệu Good của Japan. Xài điện 100V nha. Đây là công suất 100W. Đây, mũi hàng bằng đồng nè. Thiết kế rất là chắc chắn, cán gỗ, nóng nhanh, giữ nóng lâu. Đây, cái mỏ hàng có mã là 7507 ha. Giá bán là 300 ngàn. 100W, điện 100V ha. Rồi tiếp theo một cái mỏ hàng nhựa. Đây là cái thường là cái mỏ hàng nhựa. Mỏ hàng này cũng mỏ hàng nhật, điện 100V ha. Nó có công suất là 30W. Đây nó ghi đây nè. Công suất là 30W ha. Rồi có giá là 200 ngàn. Mã là 7508 ha. Rồi tiếp theo một cái cây cắt cáp nha mọi người. Em giờ một cây cắt cáp đây thương hiệu nè. Cắt cáp 200mm. Đây nó cắt được cái cáp nhỏ nè, lưỡi nhỏ với lại một cái lưỡi to. Đây. Đó một phần luôn mọi người. Miệng nó há ra một phần luôn ha. Trên này cắt dây điện, cắt cáp nhỏ. Cây này nó chưa có sử dụng luôn mọi người. Đây kích thước nè, kìm cắt cáp 21cm ha. Rồi cái cây cắt cáp này có mã 7509 nha. Giá bán 300 ngàn. Rồi cuối cùng là một cây cắt ống đồng của thương hiệu Lotte, con tôm á, con tôm Nhật ha. Lotte của Nhật. Nó cắt được ống từ phi 3mm đến 32mm ha. Ống 32mm. Lưỡi còn rất là đẹp luôn, lưỡi bén. Rồi nó còn cái lưỡi sưa cua luôn nè, lưỡi cua chưa sử dụng. Đây cái lưỡi sưa cua trong đây ha. Cái cây này rất là nhỏ gọn. Kích thước nè, có 13cm thôi. Đây là cái cạo ống. Cạo mấy cái babi ra ha. Thân nó bằng nhôm đúc ha. Nhẹ mà bền. Rồi cắt ống đồng có mã 7510 ha. Giá bán 250 ngàn. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.